Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách tải và cài đặt driver của máy card printer. Thì hiện nay trên internet thì có rất nhiều nguồn để lấy driver, nhưng tốt nhất các bạn nên lấy driver của hãng. Các bạn truy cập vào website của hãng card.de. Tiếp theo thì các bạn vào mục support and download, chọn software, driver and firmware. Các bạn làm theo những bước mà web hướng dẫn, chọn type of download, tiếp theo chọn software and driver. Để chọn một này thì các bạn tích vào chỗ tròn ở bên dưới. Bước 2, các bạn tích vào driver để tải driver. Rồi nó sẽ hiện ra một list các driver của CAP rất nhiều, nó hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành khác nhau, có cả Linux, có cả macOS. Thì mấy mình đang xài Windows nên mình sẽ tải cái driver Windows này. Driver này dung lượng là 86, khá nhỉ. Mình đã tải sẵn rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cài cho các bạn xem. Sau khi tải và dài nén thì nó sẽ ra thư mục là CAP Windows Driver. Đây là những file có trong cái thư mục này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cài. Đầu tiên các bạn vào Control Panel. Rồi chọn mục Device and Printer. Tiếp theo chọn Add a Printer. Rồi, kích vào cái đường link xanh ở dưới. Chọn cái dòng cuối cùng để Add Printer thủ công bằng tay. Next. Rồi, đây là mình sẽ chọn cổng để kết nối. Thì nó hỗ trợ rất là nhiều cổng khác nhau, ví dụ như LPT, COM hoặc là USB. Thì tùy theo cách cài đặt của các bạn thì sẽ chọn được cái cổng tương thích, tương ứng. Thì mình sẽ xài USB, sẽ cài USB. Next. Bây giờ mình sẽ link tới cái file cài đặt hồi nãy để chọn driver của CAP. Kết hợp đi, Pro. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn tới cái file mà mình đã tải về, CAP Windows Driver. Trong này nó sẽ có một cái file cài đặt là setup. Rồi các bạn kết nối vào cái file này. Ok, rồi nó sẽ hiện ra một list sản phẩm, một list cái model của máy CAP. Thì các bạn đang sử dụng máy có model nào thì sẽ chọn cái model đó để cài. Nó có rất nhiều cái model khác nhau. Ví dụ mình sẽ cài cái CAP A8 300 dBi nha. Rồi chọn Next. Next. Rồi đây là quá trình cài tự động của máy. Nó sẽ diễn ra khoảng 30 giây đến 1 phút. Rồi xong, bây giờ nó sẽ hiện ra cái bảng là nó hỏi có muốn share máy in này với những cái máy tính chung mạng không. Nếu có thì các bạn chọn kích vào dưới với cái tên là CAP, còn không thì chọn ở trên. Rồi, ở quá trình cài đặt CAP, driver CAP đã xong.